Anh ơi, em thấy bà con giới thiệu nhà anh có cây sưa trắng to lắm, 6-70 năm gì đấy. 70 năm. À thế à, thế mà bây giờ anh có nhu cầu bán cây sưa đấy không? Đang cũng không có tiền, đang muốn bán thế. Vâng, thế anh cho bọn em xem nhá. Ok. Xong rồi anh em mình chốt giá nhá. Ok. Ok. Anh đưa em đến cây sưa đi. À đâu? Vâng. Đâu, anh ơi? Đây, cái này. Đây, đây à? Cái này. Không phải cả đâu. Không phải trước, không phải trước. Ui, đúng rồi. Người ta đang muốn mua cây này nhiều người. Cây này cái này to đấy. Cây này to đấy, cây này phải anh, nó phải khoảng 100 bao nhiêu rồi. Khá đấy, cây này tương đối đấy. Bảy dòng quá đấu rồi. Cây là cây bảy dòng gì chất tiệt nhưng cũng có giá trị. Cây này là cây. Anh ơi, cây này là cây sưa trắng thôi anh ạ. Sưa trắng này. Vâng. Chứ không phải sưa đỏ. Thế cho nên là cái chương trình cây sưa trắng thì dù nó to như thế này nó cũng rẻ hơn cây sưa đỏ anh ạ. Chú kiểm tra đo vanh cái cây sưa này cái. Anh em mình xem cây sưa này như nào nhá. Đây hả? Ừ, đây. Mình đo vanh xong rồi sưa trắng thì cũng chẳng cần khoan đâu. Tại vì sưa trắng thì kiểu gì nó cũng không có lõi rồi. Lõi nó đều từ ngoài. Đúng rồi. Thế mình chỉ cần kiểm tra nó to như thế nào. Ê, chú đo ngửa thước ra để anh xoay cho nó rõ. Đấy, ngửa thước thế. Không sâu, phải đo bằng mặt này. Đấy, bọn em đi mua cây sưa là cứ phải đo bằng mặt. Ấy, trời ơi. 40 à? Xem. Đấy. Ui giời ơi, 140. 140. Ok. 140. 140 thì cao thì thân thẳng nó độ 3 mét. 3 mét rưỡi. Nó mình chỉ tính lên cái cành kia thôi, còn trên kia là mình lại tính đoạn khác rồi. Không, sưa trắng nó không phải có lõi đâu anh ạ. Đấy mình thế là được việc rồi. 28, 3 mét là được việc rồi. Mình đào xuống một chút. Cây 140. 140 mà chia cho 3,14 là nó vào khoảng 30-35 gì đấy. Đường kính nó gần đâu? 3-4 gần 40. Đường kính nó vào 3-4-12. 40 rồi. Trên 40 rồi đấy. Đường kính cây này bây giờ là trên 40 phân rồi. Quan trọng là chủ nhà phát giá bao tiền. Đúng rồi, đường kính trên 40 rồi chú ạ. Được đấy. Thế nhưng cũng có hiểu. Nếu như gia đình bán cây này ra khoảng bao tiền phải gần một tỷ. Anh ơi. Chương trình em kiểm tra rồi. Thế nhưng cây sưa này vanh nó mới được có 140 thôi. 140 thì đo chính xác chưa? Đo chính xác rồi. Không, không, anh bọn em đo cấn thước rồi đấy. Muốn mua cây này bao nhiêu tiền? 140 thì 140 mà thì vanh nó vào đường kính nó vào 40 hơn 40. Thế nhưng mà độ cao của ông có đo không? Có độ cao kia cơ. Độ ngất ngưởng như trời. Anh ơi, độ cao bọn em chỉ tính lên. Nhanh. Không, độ cao em chỉ tính lên cái cành cái ngạc cái thôi nhá. Này chim. Cái ngạc cái thôi nhá. Cái này bao nhiêu tiền? Cái này. Độ cao em chỉ tính lên cái ngạc này thôi. Đấy, đến cái ngạc này.
Vì vậy là cái thân này của em ấy nó chỉ có, cái thân này nó chỉ rơi vào 3 mét thôi. Nhà anh mua được cây này bao nhiêu tiền? Cây này thực tế ra nếu như em mua giả, giả giá hết giá đi, tức là bọn em mua hết giá rồi đấy, không còn cái giá gì để mà nói, là 500 triệu. À, nhưng với tôi bán cho anh 450 triệu. Cái tay này nó... anh có phải chủ nhà không? Tôi là bạn thôi. Mua anh là bạn thôi. Mua không? Tôi bán cho 50 triệu đi, cho nhanh bán mẹ đi. Anh đừng bao giờ nói. Ok nhá. Ok. Ok, bắt tay. Bắt tay rồi nhá. Nhưng mà anh bắt tay với anh có phải chủ nhà đâu. Ông chủ nhà đây xem nào. Cho giảm tí nhá. Quay đi. Không giảm. Tôi là bạn thôi. Tôi quyết bạn thôi được. 450 triệu. Phát ngay ngày mai. Không chơi. Không, 450 triệu hay không, cái việc đấy là ông chủ nhà. Chứ còn anh thì chỉ là bạn với hàng xóm thôi. Tôi là bạn này với tôi. Nhưng anh, em mua hết giá. Đây này em nói một câu, một câu chuẩn. Thế còn, còn sẽ bớt xén thì tất nhiên là phải có con lộc, em cũng xin một ít lộc. Kiểu gì em phải xin tí lộc. Tôi cho 530 triệu cứ muốn bớt bao nhiêu? Chưa muốn bán. Đấy, ok. Muốn bán không? Cất đi, tắt máy. Chán. Bao giờ 700 triệu đến gặp anh em? Anh Giang ơi, anh Giang ơi. Thế ông ấy bảo ông ấy có 400, bây giờ ông lại 700, ông ấy đến gặp. Từ đây. Thôi bốn, anh thì em đã nói một câu 500 triệu. Chơi được 700 nhá. Không, 500. 700. Tôi chết rồi, hôm nay đi mua cây sưa bị gặp cướp rồi. Gặp thầy. Anh ơi, anh thấy hớ, anh thấy hớ, anh đòi 700 à? Em mua mấy anh Trần Giang cơ. Anh ơi, tôi cứ chốt 500 với anh thế nào? Ok, ok nhá, bắt tay. Ôi đấy, 500. Chứ còn tôi mua 950 triệu. Anh có phải chủ nhà đâu? Ông bà. Thôi anh em mình. Mời các bạn xem lại cây sưa trắng to khổng lồ đây. Hiện nay đang ra lộc rất nhiều. Cây này 500 triệu đây. Thật ra đây là ngay gần cổng. Cho ra bên ngoài, ngoài đường nhìn cây sát bờ rào luôn, sát tường bao đây luôn. Rất là đẹp, rất là khủng khiếp, rất là to, rất là già. Không, chủ nhà nói là 6-70 năm nhưng mà chưa biết đó là bao nhiêu năm. Nhưng hiện nay là chúng tôi trả giá cây này 500 triệu. 500 triệu, vành trên 40 rồi. Đấy. Đến đây thôi, đến đây. Tức là đến cái cảnh này là... Đến cái cảnh này là... hết nên là gỗ nó đã thu lại rồi. Thu lại rồi, thế nhưng vẫn còn rất to. Nên lên trên này. Đây mới là hết gỗ. Đây mới là cành to. Thế nhưng tính tiền cứ tạm tính đến đây thôi. Đấy. Quá là đẹp. Đây, ngã thì chỉ cần phá một đoạn tường này thôi. Phá đoạn tường này là sẽ đổ ra ngoài đường này.
đổi ra ngoài đường này thì sẽ cắt thoải mái, hoặc nếu không đổ vào trong này, đổ vào trong này cũng là một không gian, cũng không có công trình xây dựng gì, cũng đều thuận lợi. Nói tóm lại cây này, hạ cây này rất là thuận lợi, giáp vành bao. Chúng tôi quyết định lấy cây này 500 triệu. Đấy. 500 triệu. Anh ơi, thế gì chốt cây xưa này 500 triệu nhá. Ok. Ok nhá. Thôi anh em tình cảm nhá. Ừ, ok nhá. 500 triệu thì mai bọn em cho anh em thợ đến hạ cây này. Ok. Ok nhá. Thế cuối cùng xin chúc anh mạnh khỏe. Ok. Hạnh phúc, cái gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt nhá. Đây đang thấy mấy cái lọ lục bình mà tết nhá. Ok. Ok, bọn em sẽ kỷ niệm cho anh cái lọ lục bình bé tí này. Mai cắt cây. Ừ rồi, mai cắt. Okay. Bà con và các bạn xem video, hãy đăng ký kênh, chia sẻ để xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.